có bao giờ anh chị rơi vào cái trường hợp giống như em Cường không? Nói thiệt dốc hết ruột gan để mà chia sẻ cho mọi người luôn. Vậy mà cũng còn chưa tin nữa. Trời ơi, em nói iPhone 14 Pro Max ha. New chưa qua sử dụng. Hàng 1978 mà có khe SIM nha. Trời ơi, 256GB với cái mức em chia là 24.5 thì em nói với anh chị là nó rẻ hơn máy cũ. Nhiều nơi đang bán nha anh chị. Đó, anh chị nhìn đi, tính tương luôn, không một tì vết ha. Chưa qua sử dụng mà anh chị. Thì bây giờ mấy cái deal này nè, tại sao em Cường có cái hàng này hoài? Thì đây là cái luật hấp dẫn thôi anh chị. Khi mà em đi tìm kiếm những cái sản phẩm đạt được cái tiêu chí 400% của em á, thì em mới bán. Thì nó có hàng em mới nhập em bán. Còn không thì em không nhập, vậy thôi. Mình đi kiếm cái gì á, thì cái đó sẽ đến với mình với cái giá là thôi. Như những cái món này em nói thiệt với anh chị là em bán lời lãi không có nhiều. Nhưng mà em đem được cái giá trị cao nhất ha, của cái dòng iPhone 14 Pro Max. Máy em gọi là máy Lightning dùng rồi á, là bây giờ em nói là cái giá trị này là giá trị cao nhất rồi. Không có một cái con máy Lightning dùng rồi nào mà chất lượng ngon hơn cái dàn này nữa anh chị. Đó, vừa có khe SIM, vừa là hàng Lightning chưa qua sử dụng, pin 100% cái đó chắc chắn rồi. Và đặc biệt là phải zin nguyên bản nha, không zin em Cường tặng máy. Cái này thì anh chị không cần phải lo. Cứ về sách về dùng đi, không zin em Cường tặng luôn. Ok chưa? Và chính sách bảo hành bên em Cường anh chị biết rồi. Lỗi là đổi, một đổi một, nhanh gọn lẹ, không bao giờ mà tốn thời gian của anh chị làm cái gì hết. Tại vì mình ở đây máy sẵn mà. Thứ hai nữa là em cũng là một khách hàng của những cái người khác, của những cái sản phẩm khác anh chị hiểu không? Thì mình muốn cái gì nè? Thì mình phải trao đi cái đó cho khách hàng của mình, đúng không? Mình phải thấu hiểu. Thật ra cái ngành này á, nó dễ thì nó không dễ anh chị, nó khó thì nó cũng không khó. Cái quan trọng nhất á là thấu hiểu. Khi mà mình đồng cảm, mình thấu hiểu được cho khách hàng của mình rồi, lúc đó cái dịch vụ mình nó dễ lắm anh chị đó. Những cái sản phẩm đẹp 400% này thì anh chị phải nhanh nha, không nhanh là mất lượt. Rồi, tại sao em Cường lại chia sẻ 14 Pro Max, 13 Pro Max mà em Cường ít chia sẻ 15 Pro Max? Chắc em Cường nó không có. Nè, hàng gì em Cường cũng có hết, nhưng mà cái sản phẩm này á, nó chỉ đạt mới có 300% của em thôi. Cái giá nó chưa có đẹp anh chị. Tại vì cái dòng 15 Pro, 15 Pro Max á, mà Lightning nè, nó trên máy mới chỉ tầm 2 triệu nữa anh chị đập hộp luôn cho em. Đó, chứ mua máy Lightning để làm cái gì? Nhưng bây giờ mặc nhiên thị trường cần thì mình phải bán thôi, mà em không biết ai. Đó, tại vì sao? Mới đẹp 300% PR làm cái gì?